Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Phương KDX, kênh chia sẻ những mạch điện đơn giản nha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách lắp một cái mạch điện mà nó để ngắt bình khi mà bình đầy các bạn, dùng con MOSFET nè các bạn, IRFZ44 ha. Đó, thì mạch trước mình đã có chia sẻ với các bạn là dùng relay này nè. Đó, mạch trước là dùng relay, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm cái mạch này để dùng con MOSFET này thay cho relay ha, nó đóng ngắt. Thì cái con này cái dòng của nó chịu đựng khoảng 40A đó các bạn. Rồi thì đầu tiên thì mình cần có một cái con MOSFET này ha. Và hai con công tắc nè. Hai công tắc cốc. Một con transistor 431 đó các bạn. Con này nó nằm ở trên tất cả các mạch nguồn xung mà bên cái phần dò xay đó, thì opto là tới nó nè. Tiếp theo là các bạn dùng cho mình một con trở nè. Con này là 1,5 kg ha. Con này 1 kg nè các bạn. Đó, và hai con 15 kg. Đó, rất đơn giản ha. Rồi hai cái bóng led nữa. Và một con diode ở cuối nguồn để nó đưa ra sạc bình, nó cản cho cái bình khi mà mình rút cái nguồn sạc ra, nó không có bị dội điện từ cái bình mà trở về cái bo đấy, cái bo nó cháy đèn các bạn. Đó, ba con dây này cạo sạch ra. Rồi thì cái con này thì các bạn bẻ chân của nó lại, thì nó nằm đây, G nè, D nè, và S nè. Đó, ba chân ha. Đây các bạn bẻ như vậy ha. Thì ở trên bo thì mình thiết kế sao cũng được, nhưng mà ở đây thì mình sẽ làm cho các bạn dễ hình dung thôi. Các bạn lắp chân G nó vào đây nè. Lắp tiếp một dây nữa. Chân này thì mình sẽ dùng tới nút cốc ha. Bẻ một chân của cái nút cốc này ra. Với một chân này, hai chân nó so le như vậy nè. Đó. Nút cốc này là khi các bạn bấm á, thì cái chân này nó sẽ thông qua chân này ha. Nè. Đó. Đó. Còn hai cái chân này là nó liền với nhau ha. À, khỏi bấm nó cũng lên nữa nè. Đó, cho nên là mình chỉ xài hai cái chân so le như vậy thôi. Vậy ha. Bây giờ mình sẽ hàn vô đây. Đây. Rồi, tiếp theo các bạn hàn thêm một cái nút cốc này nữa các bạn. Còn cái dây này các bạn hàn vô chân này nữa các bạn. Đây. Đó, còn cái chân còn lại nè, bạn hàn lại luôn ha. Ok, tiếp theo các bạn hàn cho nó cái con này vô. Này, transistor 431 ha. Chân này các bạn hàn vô đây. Còn chân này các bạn hàn lên đây. Đây. Nó như vậy các bạn. Con này được ký hiệu chân là R nè. Chân này là chân A nè. Còn chân này là chân C ha. Chân trở 1,5 kg nè. Đó. Nâu, lá, đỏ ha. Đây. Rồi, tiếp theo các bạn hàng cho mình con 1 kg. Nâu đen đỏ ha. Hàng từ chân này xuống chân này. Đây. Đó. 1,5 kg. 1 kg. Tiếp theo các bạn hàng hai con trở và hai con led này vô ha. Con trở này có nhiệm vụ nó hạn dòng để nuôi cho con led này thôi, chứ nếu không có trở này thì nó đứt cái bóng của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ xác định chân led. Đây, thì cũng giống như clip trước á, cái chân dài là chân cộng, mà chân cục là chân trừ ha. Nè. Đó. Thì các bạn hàng cái con trở á, nó vô cái chân cộng là con led đỏ. Còn con trở nó vô chân trừ là cái con led xanh ha. Mình lấy cái chân cộng nè. Mình sẽ hàng vô cái dây ở trên nữa các bạn. Có nghĩa là cái dây này sắp tới là cái dây cộng đó.
con này cũng vậy luôn ha, nhưng mà con này khác chút, có nghĩa là chân cộng của nó sẽ qua con trở, còn chân trừ nó sẽ xuống đây. Đó, đây, sau khi xong mà nó vậy nè các bạn. Còn chân này thì mình sẽ bẻ lên nữa các bạn. Bẻ lên vậy nè. Đó. Mình sẽ bẻ lên để hàng con diode này vô ha. Đây. Cuối cùng là cái biến trở này các bạn. Biến trở 2 kg nè, vặn hàng vô chân này và chân này ha. Còn chân thứ ba này không xài. Đây. Đó. Vậy là xong rồi nè các bạn. Đó, biến trở dùng 2 kg thôi. Tại vì trong đây nó dùng cao lắm là 500 ohm thôi. Cho nên mình lấy con biến trở mà nó 10 kg á thì nó khó chỉnh thôi. Bây giờ mình tiến hành cấp nguồn cho nó để mình kiểm tra ha. Này. Thì cái nguồn của mình vẫn dùng là nguồn 14V các bạn. Đó, 14V thôi. Giờ cấp nguồn vô. Ở dưới này là trừ nè. Đó. Ở trên đây là cộng. Đó. Rồi các bạn chỉnh cái biến trở mình nè. Nói không? Nhích chút xíu là nó thay đổi rồi. Cái biến trở 10 kg thì chỉnh khó lắm. Thì ở đây cái mạch nó hoạt động như vậy. Nếu như mà mình cho nó chạy á, thì cái nguồn nó sẽ đưa qua con MOSFET từ cái con trang to trước nữa các bạn. Nó sẽ đóng mở. Nó đóng mở một cái lệnh ra để cho con MOSFET nó dẫn hay không dẫn thôi. Bây giờ đầu tiên nè, mình cho nó đèn đỏ là nó đang sạc nè. Đó, đang sạc các bạn. Mình ngắt nè. Đó. Rồi mình mở lại nè. Đó. Các bạn cho bình vô rồi thì mình sẽ sử dụng hai cái nút cốc này để mình đóng ngắt. Rồi bây giờ mình cho nó mở đi. Đó. Rồi bây giờ cho bình vô ha. Chân cộng nè. Các bạn hàng vô cái con diode của mình nè. Đó. Còn cái chân trừ nè. Các bạn hàng vô cái chân D của cái con MOSFET của mình ha. Đó. Thì cũng giống như mạch trước thôi. Đó, cái mạch này các bạn muốn dùng được thì phải sạc cho nó đầy. Rồi, tiếp theo mình cấp nguồn vô cho nó ha. Đó. Đang qua cái đèn đỏ nè. Bây giờ thì nó đang sạc nè các bạn. Thì nó đang sạc, các bạn đo xem coi cái nguồn á. Cái nguồn mà nó sạc ra đó là khoảng bao nhiêu. Trừ nè. Trừ cái miếng tản nhiệt này cũng thông với cái chân giữa luôn các bạn. Đó. Khoảng 13V2 nè. Bây giờ mình sẽ ngắt nè. Đó, nó ngắt là nó sẽ sụp cái nguồn xuống. Nó còn có 5V mấy nữa các bạn. Đó. Sụp xuống. Đóng qua cho nó sạc nè. Ở đây là nguồn của bình nè. 12V89 nè, nó đang sạc vô. Thì các bạn sạc chừng nào nó đúng 13V thì mình chỉnh cho nó ngắt ha. Thì đó về sau là nó đúng 13V là nó sẽ ngắt. Giờ mình cho ngắt nè. Rồi. Ok. Thì đó là cái khoảng để mình giữ cho cái mạch của mình nó tới đó nó ngắt. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt điện đi. Bây giờ mình sẽ đo con biến trở là khi mà mình đóng cho nó ngắt á. Nó sẽ bao nhiêu ohm ha. Đây nè. Đó, khoảng 321 ohm. Đó, nó xài chỉ có nhiêu đó các bạn. Cái tiếp theo nữa là khi mà mình đóng cho nó ngắt rồi á, thì cái chân này các bạn câu thêm cái kèn để cho nó kêu cũng được nữa nè. Đó, bây giờ mình sẽ cấp lại cái nguồn cho nó chạy ha. Đó,
đó, ngắt rồi đó, cho sạc lại nè. Đó thì cái lúc mà nó ngắt cái rồi á, thì ở đây với đây là nó sẽ không có cái nguồn đưa ra, nhưng mà ở chân này, chân G đây sẽ có 12V nè. Đó. Cái chân này thì nó ngắt ra bình, nó không cho ra bình, nhưng mà chân này nó có 12V. Đó, các bạn lắp thêm một cây kèn cho nó kêu bít ha. Nè. Kèn này các bạn lấy ở trong mấy cái mạch máy lạnh cũng có, máy giặt cũng có ha. Trong cái mạch mấy cái mạch đó có cái kèn thứ này. Đó thì trên đây nó có phân cực cộng nè, trừ nè. Ở đây cũng vậy luôn, cái chân dài là chân cộng mà chân cục đó là chân trừ. Nếu như lấy trên mạch thì các bạn nhìn ở trên đây ha. Bây giờ mình sẽ câu nó vô trong đây. Chân trừ là chân G nè. Đó, chân cộng thì mình vẫn câu vô đây ha. Vậy là xong nè. Rồi các bạn câu hai cái kèn nó vô đây. Cái kèn này nó cái mức áp của nó là 12V. Rồi. Xong nè. Rồi bây giờ các bạn xả cái bình này. Mình xả cái bình này cho nó bớt đi, tại vì lúc nãy là mình đã chỉnh cái mức đầy rồi ha. Đây, bây giờ mình sẽ xả cái bình này cho nó bớt lại. Bây giờ nó 12V50 nữa các bạn. Đưa vô mạch là nó sẽ ngắt liền, cho nên mình xả nó đi. Đó, xả xuống còn 12V yếu yếu chút xíu đi. 12V07 nè. Rồi, bây giờ các bạn cấp nguồn vô cho bo của mình ha. Để xem coi nó lúc nó đóng cái kèn nó có kêu không. Đó. Bây giờ mình đang sạc nè các bạn. Đó. Ok ha. Thì nếu như thích ấy, thì mình gắn cái kèn nó báo vô, còn không thích các bạn gỡ kèn ra bình thường ha, vẫn xài bình thường. Rất là đơn giản thôi. Thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách lắp một cái mạch nó tự ngắt khi bình đầy nè các bạn. Rồi, nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.